thông tin bất ngờ về xe khách tai nạn nằm vắt ngang đường Vành Đai 3. Liên quan đến vụ xe khách nổ lốp nằm vắt ngang đường Vành Đai 3 trên cao Hà Nội làm hư hỏng 4 khoang lan can vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, qua trà soát từ xe khách mang biển kiểm soát 29B60669 cho thấy xe này không truyền dữ liệu giám sát hành trình theo quy định. Căn cứ theo điều 28 Nghị định 100 của Chính phủ, xe khách sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, chuyên gia giao thông đánh giá, xe khách nằm vắt ngang đường Vành Đai 3 trên cao làm nhiều người lo lắng, nhất là trên xe có đông hành khách. Nếu chẳng may chiếc xe từ trên cao rơi xuống sẽ là vụ tai nạn thảm khốc. Cơ quan chức năng cần xử phạt nghiêm khi xe này không chuyển dữ liệu giám sát hành trình theo quy định.